Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nguyễn Phát. Hiện nay mình đang đứng ở trên một cái nóc nhà của một cái căn nhà trên Sài Gòn các bạn nha. Và khung cảnh xung quanh rất là đẹp luôn. Đằng kia có cái chùa đẹp bá chét luôn. Và video ngày hôm nay mình muốn thực hiện một video để hướng dẫn cho các bạn cái cách làm nhân giống cái vi sinh quang hợp, có nghĩa là vi khuẩn quang hợp BSB như thế nào. Đây, ở trên sân thượng cho các bạn xem đây. Đây là thành quả của mình đây. Và chú em họ của mình. Thì cái sân thượng này thằng em mình nó đi học, nó thuê được cái nhà này. Trên đây có cái sân thượng người ta không xài, người ta bỏ trống. Thì mình mới chỉ nó cái cách làm cái vi khuẩn quang hợp này. Và sau đó là hai anh em cùng nhau làm các bạn nha. Và ok, bây giờ mình sẽ vào video clip để hướng dẫn cho anh em cái cách nhân giống cái vi khuẩn quang hợp này để sử dụng cho cá tép và các loại thủy sản cây trồng như thế nào các bạn nha. Ok, ok, mình đã quay trở lại ở đây. Thì các bạn thấy cái đầu của mình ngố ngố rồi, các bạn đừng coi cái đầu của mình nha. Các bạn coi mình thôi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm như thế nào để ra cái nhân giống cái BSB này. Nhưng mà trước khi thực hiện cái video đó thì mình sẽ xin phép các bạn một chút xíu thời gian thôi, là mình sẽ giới thiệu cái sản phẩm vi khuẩn quang hợp BSB Gold, có nghĩa là tên BSB Gold các bạn nha. Trên thị trường có rất là nhiều loại BSB, cái tên BSB là tên chung, còn của sản phẩm của mình là sản phẩm tên là Gold. Tại sao mình lấy cái tên này hả? Để mình kể lại cái lịch sử cho các bạn nghe. Mà có kể lịch sử thì chắc phải 7 ngày 7 đêm mới xong. Nói đơn giản là mình thích vàng, mình thích vàng ống ánh, hoặc là mình mạng kim nên mình hợp với màu gold, nên mình đặt tên nó là gold vậy thôi. Còn một cái điểm đặc biệt là tại vì mình thích con cá 7 màu full gold. Nếu như bạn nào coi kênh mình lâu dài thì các bạn biết mình nuôi full gold rất là nhiều. Rồi ok, nếu như bạn nào muốn mua sản phẩm của mình thì vui lòng liên hệ cái link Shopee bên dưới, hoặc là liên hệ trực tiếp mình bằng cái số điện thoại bên dưới các bạn nha. Giá rẻ hơn thị trường. Ok, rồi bây giờ thì chúng ta vào video chính, đó chính là nhân giống như thế nào. Thì cái con BSB này nó có nhiệm vụ là nó sẽ làm trong nước khử mùi tanh. Cái quá trình như thế nào thì các bạn có thể nghiên cứu trên mạng hoặc là YouTube các kiểu, thì có rất là nhiều bài viết hướng dẫn cái công dụng của con này rồi. Nhưng mà nhiệm vụ chính của nó khi nuôi cá là làm trong nước khử mùi tanh và giúp cho cá tép ăn rất là khỏe. Ngoài ra nó còn nhiều công dụng giống như là làm thức ăn cho những cái ấu trùng thủy sản như tôm, tép này nọ vân vân. Nói chung là mình không hiểu. Và thêm một phần nữa là cái BSB này, cái vi khuẩn quang hợp này cũng là một phân hữu cơ cho cây, để giúp cái cây nó phát triển tốt. Lập la la, mình không có làm bên cây nên mình cũng không biết. Mình chỉ nghiên cứu sơ sơ bên phần đó thôi. Rồi, thì cái con này thì nó sẽ sống trong cái bình. Đây, nó sẽ sống trong cái bình đây. Điển hình mình nói là cái bình 5 lít. Và cái bình này phải được đậy kín, tại vì vi khuẩn này là vi khuẩn ếm khí, nên thành ra là nếu như các bạn nào làm không kín đó, thì sẽ thất bại các bạn nha. Thì cái con này thì nó là cũng là một con sinh vật thôi, nó cần thức ăn. Thức ăn của nó là gì? Thức ăn của nó là trứng gà và nước mắm nè. Nước mắm là chất xúc tác nè. Ngoài ra trên bàn mình còn có cái phễu để cho họ chiết vô nha. Một cái bình 5 lít thì trong đây mình để nước khoảng cỡ 80% thôi, không để nhiều. Một cái ca. Ok, cái mình lưu ý các bạn nha, cái nước này phải là cái nước đã được xử lý rồi, các bạn phải ngâm 3-4 ngày gì đấy để cho cái nước nó êm lại mới nuôi được con này. Rồi bây giờ chúng ta vào việc thôi. Bây giờ trước tiên chúng ta sẽ làm gì đây? Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái ca của mình ra ha. Cái cách này là cái cách của mình thôi, nhưng nếu như các bạn nào làm cách khác thì cũng ok. Việc đầu tiên là chúng ta sử dụng trứng. Thì ở đây chúng ta có một cái, mình có cái bình 5 lít. Thì cứ mỗi lít nước là chúng ta cho khoảng từ 80% đến một trứng này nha các bạn nha. 80% đến một trứng. Nếu như các bạn một trứng các bạn thất bại, các bạn sẽ sử dụng ít hơn và các bạn sử dụng nhiều hơn. Cái này mình không có ép các bạn phải làm đúng chính xác như mình, nhưng mà thích thì làm như mình cũng được. Xong rồi mốt đừng đổ thừa nha. Rồi chúng ta đập trứng vô. Rồi rồi ok, sau khi mình đập 5 cái trứng vô rồi các bạn, là bây giờ mình sẽ khuấy đều lòng trắng trứng với lòng đỏ trứng, khuấy đều lên. Khuấy cho nó tan lên. Cái này là cái thức ăn của cái con vi khuẩn đó. Nếu như không có cái này thì không được các bạn nha. Rồi cái này là nước mắm. Nước mắm chiên su đệ nhị. Thì các bạn, cái nước mắm chiên su đệ nhị này các bạn bỏ khoảng cỡ một muỗng đến một muỗng rưỡi cái muỗng mà dạng như cái muỗng ăn cơm á. Cái muỗng to ăn cơm nè. Bây giờ cái muỗng đó nó dơ rồi, mình ăn cơm xong rồi mình chưa rửa nữa, nên các bạn thông cảm. Bây giờ mình sẽ lường bằng tay luôn. Thì mình sẽ lường lên khoảng cỡ một muỗng đến một muỗng rưỡi các bạn nha. Rồi khoảng một muỗng đến một muỗng rưỡi thôi.
cái này là chất xúc tác thôi chứ không có gì hết trơn trọi á. Rồi bắt đầu mình đánh lên nữa, đánh cho nó tan lên nữa các bạn nha. Rất là đơn giản, rất là dễ làm, rất là đơn giản, rất là dễ làm nha. Rồi sau khi tan xong rồi thì bây giờ tới cái bình. Bây giờ tới cái bình nè. Cái bình này là nước đã ngâm rồi, ngâm 3-4 ngày gì đấy. Các bạn đã 5-4 ngày, nước giếng hay nước máy gì cũng được. Nhưng mà mình nói các bạn nha, tuyệt đối là không sử dụng nước máy mà bỏ vô liền. Không sử dụng nước máy bỏ vô liền cái bình này thì bỏ vô vi khuẩn nó sẽ bị clo trong nước máy, nó chết các bạn nha. Đặc biệt là nhớ cái điều này. Rồi sau đó các bạn đổ khoảng cỡ 80% cái bình thôi, đổ khoảng 80% cái bình thôi, cộng với lại mới như này lên cũng phải 82-83%. Để làm gì? Chừa một phần nhỏ ở trên đây, chừa một cái phần nhỏ ở trên đây để khi mà cái vi khuẩn này nó nhả hơi ra, nó còn có cái hơi để nó nhả ra, chứ không các bạn làm đầy trên đây thì cái bình này nó sẽ nổ banh xác luôn. Cái này là kinh nghiệm mình hướng dẫn cho các bạn, nó sẽ nổ nha. Cái này nếu mà các bạn làm đầy quá nó sẽ nổ nha. Sau đó các bạn chỉ việc là chế vô. Ok, bây giờ là thức ăn đã có rồi, môi trường nước đã có rồi. Bây giờ mình tới cái một bước tiếp theo là cái con vi khuẩn. Cái con vi khuẩn quang hợp. Cái con vi khuẩn quang hợp thì bây giờ mình sẽ chế trực tiếp vô trong cái bình này luôn, mình không có chế vô cái ca nữa các bạn nha. Thì khi mà các bạn muốn nhân giống bằng cái chai này thì các bạn mua cái chai này về. Cứ 100ml nước thì các bạn đổ vô 1 lít nước. Có nghĩa là cái bình này khoảng 5 lít thì đâu đó các bạn phải đổ 5 cái bình này vô để các bạn nhân giống nó thành 5 lít bíp y. Có nghĩa là một cái chai này 100ml thì các bạn nhân giống được là 1 lít nước, mà 5 chai này thì được 5 lít. Ở đây mình sử dụng thì bình thường 5 lít, tại vì cái chai này mình đi gom ở mấy chỗ mà giấy chai sát dụng đồ đó mình gom vô. Rồi. Rồi các bạn chỉ khui ra. Các bạn khui ra. Thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm thành công rồi, đã thành công rồi, các bạn có thể sử dụng trực tiếp cho hồ cá các kiểu. Nhưng mà ngoài cái đó ra các bạn còn có thể để nhân giống lên nữa nha các bạn nha. Nó có hai công dụng, một là sử dụng trực tiếp, còn hai là nhân giống lên. Đấy. Thì chúng ta cứ đổ vô thôi. Ok. Thì để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ lấy cái này mình đổ vô. Còn cái này thì đã vô chai rồi, mất công lắm, bây giờ khui ra mất công lắm. Đây chà anh mình. Rồi ok, để tiết kiệm thời gian không có khui cái chai này nữa thì mình sẽ sử dụng cái ca này, mình lấy bi xung quanh nè, mình đổ vô cho lẹ các bạn nha. Rồi bây giờ mình đổ vô. Rồi sau đó các bạn đậy nắp lại. Đây là một cái kinh nghiệm mà mình đã bị thất bại thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn để các bạn đỡ thất bại. Có nghĩa là bình thường các bạn dặn nắp lại như vậy thì nó sẽ không kín khí, với lại nó sẽ rất là dễ bị nổ. Nên các bạn nên chêm một cái miếng gọi là cái bịt mũ vô, rồi sau đó các bạn dặn lại để nó không có bị xì, cũng như là nó không có bị nổ các bạn ha. Nghe nổ với ông nội này chắc sợ lắm, không biết có dám lại không. Rồi sau đó chúng ta lắc đều lên. Chúng ta lắc đều. Rồi ok, sau đó chúng ta sẽ lấy cái này đem đi phơi nắng thật là gắt. Và sau từ 3 tuần, có nghĩa là từ 23 đến 27 ngày thì chúng ta có thể sử dụng được rồi. Và bây giờ mình sẽ đổ camera để cho các bạn xem những cái bình nào đã thành công và những cái bình nào thất bại nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhận biết cái màu của cái con vi khuẩn quang hợp này, nó có thành công hay là nó bị hư, hay là 1 tuần, 2 tuần, 3 nó sẽ lên màu như thế nào các bạn nha. Thì bây giờ trước tiên là sau 1 tuần lễ cái bi này nó sẽ lên màu như thế nào mình sẽ cho các bạn xem. Để coi cái bình nào một tuần lễ đâu. Đây, cái bình này. Thì cái bình một tuần lễ thì nó sẽ lên màu giống vậy. Cái màu nhạt nhạt ha các bạn ha. Đây là cái màu nhạt nhạt, đây một tuần lễ. Nó lên màu hơi hồng hồng. Hồng hồng. Đây cái ba cái đồ thức ăn của nó dưới đáy đây. Đây là thức ăn của nó, ba cái trứng các bạn. Đây. Rồi để coi hai tuần nó sẽ lên màu như thế nào để mình tìm ra anh em mình bỏ đâu. Đây, cái bình hai tuần đây. Đây cái bình 2 tuần thì nó sẽ lên màu đậm hơn rất là nhiều so với lại cái bình hồi nãy. Có nghĩa là nó đã cắn thức ăn rồi, coi như tỷ lệ thành công là cao rồi đó. Đây. Rồi để coi, để mình coi cái bình 3 tuần. Đây cái bình 3 tuần. Khu vực này bên đây là nó để bình 3 tuần. Thì cái bình 3 tuần đây, nó có ra có một cái màu hồng rất là đẹp.
Và khi các bạn để 4 tuần, 5 tuần, 6 tuần thì cái màu hồng nó sẽ càng ngày nó càng đậm đen lên. Nó càng đậm đen lên, màu rất là đậm luôn. Nhưng mà khi mà màu hồng như vậy là mình sẽ đã sử dụng được rồi các bạn nha. Đó, màu hồng này đã sử dụng được rồi. Các bạn có thể đem vô trong mát, nhưng mà phải có ánh nắng, phải có ánh sáng nha, chứ không phải là tối thui nha. Đem vô trong mát để nó cái quá trình phát triển của nó chậm lại. Nhưng mà phải có ánh sáng, giống như là các bạn để ở trong cái ban công, cái máy hiên gì đó có ánh sáng ban ngày hắt vô là được, đừng có để ánh sáng trực tiếp. Ánh sáng trực tiếp nó sẽ lên màu rất là đậm các bạn nha. Lên màu rất là đậm thì sử dụng cũng được, nhưng mà để nó tiết kiệm được cái thức ăn trong bình thì mình đừng nên để nó ngoài ánh sáng mặt trời nữa. Nói chung là sau khoảng 3 tuần đến 1 tháng thì mình nên đem vô trong bóng râm, nhưng mà bóng râm là phải có ánh sáng mạnh. Có nghĩa là đem vô trong mát, nhưng mà trong mát là phải có ánh sáng, chứ đừng có đem nói đem vô trong mát cái đem vô trong hộp tủ cất là nó chết nha các bạn nha. Trên cái vỏ chai mình có ghi là để ánh sáng mạnh, có nghĩa là đem vô trong máy hiên để có ánh sáng ngoài hắt vô thật là mạnh là nó sẽ tiếp tục nó phát triển. Còn các bạn đem vô trong hộp tủ các bạn cất là nó hư. Nên nhiều bạn sử dụng sản phẩm BSB có comment với mình rằng là sao cái sản phẩm em đang sử dụng đem vô trong mát để nó hư, thì mình nói là đúng rồi, để trong mát nó hư á. Nhưng mà cái đó là không phải sản phẩm của mình nha, mình chưa có bán cái sản phẩm này, bắt đầu từ cái clip này mình mới bán sản phẩm của mình. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái sản phẩm nó bị hư. Tại vì khi mà làm cái này không phải là tỷ lệ thành công 100%. Nhiều bạn nói làm cái này rẻ tiền quá mà sao bán ra thị trường giá cao gấp nhiều lần. Mình xin phép nói luôn là tỷ lệ là 50-50. Có nghĩa là 100 bình thì sẽ hư 50 bình. Nếu như tay nghề cao thì sẽ hư 30 bình thôi, còn 70 bình còn lại là xài được các bạn nha. Nó sẽ có tỷ lệ bị hỏng rất là cao. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm một cái bình bị hư cho các bạn xem. Đây, bình này là bình bị hư đây. À, bình này là bình bị hư đây. À, các bạn có thấy nó lên màu rất là khác so với lại những cái sản phẩm nãy giờ mình đưa không? Cái phần sản phẩm này nó lên màu nâu, nâu xám, nâu đất rồi. Mà cái bình này là 3 tuần hơn rồi, nó không có lên được, coi như là bỏ, dẹp, dục nha các bạn nha. Thì cái bình này em còn sót lại chưa dục hả em? À, em dục cái bình này đi, bỏ ra một bên, cái bình này bị hư rồi đó. Nói chung là thằng em họ mình cũng được lên đây học rồi theo ông anh kiếm tiền cũng được. À, ok, thì mình sẽ giải thích luôn là tại sao cái sản phẩm đến tay các bạn là giá khoảng 40-60 ngàn. Thì có nghĩa là khi mình làm cái này ra, mình chỉ lãi khoảng trên một chai khoảng 5.000 đồng thôi, mình không có lãi nhiều. Còn lại là cái phần đại lý và nhà bán lẻ người ta bán ra để người ta kiếm thêm. Nên các bạn đừng thắc mắc là tại sao khi mà đến tay mình là giá nó cao, trong khi đó cái sản phẩm mà làm ra thì nó ít như vậy. Tại vì nãy giờ các bạn cũng thấy quy trình làm là nào có trứng gà với nước mắm thôi, các bạn nghĩ là nó ít. Nhưng mà khi mà làm ra được cái sản phẩm này để thành công thì nó rất là khó. Nó hư hao, nó thất bại rất là nhiều, nên bắt buộc là phải tăng giá thành lên để đảm bảo được cái quá trình làm việc, và cũng như là phải đảm bảo được quyền lợi cho nhà phân phối, đại lý các kiểu các bạn nha. À, nói đến đây thì bạn nào, nếu như bạn nào muốn làm đại lý của mình thì các bạn có thể liên hệ các bạn nha. Rồi, thì video hướng dẫn các bạn đến đây cũng nhiều rồi, các bạn cũng đã biết làm rồi. Các bạn có thể là mua sản phẩm về, sau đó các bạn nhân giống thành chai 5 lít này, hoặc là nhân giống nhiều chai lên để các bạn sử dụng từ từ, và sau đó là sử dụng luôn, không cần mua sản phẩm nữa, không cần mua sản phẩm BSB nữa. Nó rất là tiện lợi và cũng rất là dễ làm. Nhưng mà bạn nào nếu mà không có thời gian thì có thể mua trực tiếp. Các bạn nào không có thời gian thì có thể mua trực tiếp về sử dụng cho cá cảnh cũng không sao hết, giá thành cũng bình thường. Một cái chai 100ml như vậy các bạn có thể sử dụng rất là lâu, khoảng cỡ 2 tháng thì mới hết các bạn nha. Rồi, ok, chào tạm biệt tất cả các bạn. Thấy hay nhớ like, share, comment, và đừng quên đăng ký cái kênh của mình để theo dõi nhiều video hay hơn để về cái ngành cá cảnh các bạn nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn. À, có cái này cho anh em coi chơi vui nè. À, cái này là cái sản phẩm mình làm xong mình dán tem rồi nghe không. Còn cái này người ta kêu bằng cái màng co nè, các bạn thấy giống cái bịch mũ bình thường không? Nhưng mà cái màng này á là ép ngang á giá rẻ, nhưng mà cái ép cong này á giá rất là cao. Bây giờ mình bỏ vô nè, mình làm cho mấy anh em coi chơi vui lắm. À không, cái vấn này là cái máy khò nè. À, bật lên, đợi nó nóng lên nha, đợi nó nóng lên nha, các bạn thấy không? À, nó đang ép không, hơi vô nè. À, nó béo lại. Ừ, vui không, vui không? Cái này bạn nào biết rồi thì thôi nha, còn bạn nào chưa biết thì coi chơi cho vui nha. Cái này mà mình cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới làm sản phẩm mới biết cái này. Hú, vui lắm, giờ hò hờ cái nó dính vô luôn.
À, bây giờ mình hơi cho cái này nó hít vô nè. À. Hơi cho cái đáy nó quýu lại nè. Rồi xong ảnh xuống đất nè. À. Hơi cái đầu nè, thấy đầu nè. Hư. Hấp dẫn không? Rồi, xong. Từ một cái gọi là một cái bịch, bây giờ hơi quýu lại. Cái màng co này có tác dụng là giữ cho mấy cái nắp này nó không có bung trong quá trình vận chuyển nè, với lại cho cái sản phẩm nhìn nó chuyên nghiệp không, nhìn chuyên nghiệp vãi cả ra. Đấy. Hấp dẫn không? Ok.